Vân và Hải Đăng kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trước tiên mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa. Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trong chợ Tây Ninh, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng nay, ngày 28 tháng 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 để bầu chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh với số phiếu bầu đạt 49 trên 49 phiếu. Ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh ngày 28 tháng 2 năm 1969, quê quán xã Mỹ Thành Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, là cử nhân Đại học Luật, có trình độ cao cấp chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Ông từng trải qua các chức vụ công tác như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015-2021. Nhiệm kỳ 2015-2020, ngay khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh, luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Kế thừa và phát huy có hiệu quả thành tựu, kinh nghiệm qua các thời kỳ, tiếp nối sự chỉ đạo điều hành của đồng chí tiền nhiệm. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục hiệu quả những hạn chế yếu kém, tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở tới quá trình phát triển, khơi thông nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo ra động lực mới để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Coi trọng yếu tố liên kết vùng trong quá trình phát triển, nhất là tạo sự liên kết, liên thông trong phát triển về hạ tầng giao thông, về công nghiệp và đô thị. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả các chương trình đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đột phá về nông nghiệp công nghệ cao, đột phá về du lịch, đột phá về phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt là quyết tâm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng phát triển quan trọng đã đề ra, các dự án trọng điểm mang tính lan tỏa, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương như dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, phát triển khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, trở thành tâm điểm phát triển du lịch không chỉ của Tây Ninh mà của cả vùng miền Đông Nam Bộ. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng kết quả kỳ họp và chúc mừng ông Nguyễn Thanh Ngọc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới. Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 8, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Kim Thị Hạnh, Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa để khảo sát tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị này. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cô Huỳnh Thị Tuyết Loan, hiệu trưởng nhà trường đã trình bày với đoàn làm việc tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của nhà trường. Theo đó, thuận lợi lớn nhất là nhà trường đã đảm bảo được thu nhập cho người lao động. Nhà trường đã sử dụng nguồn thu của đơn vị cùng với nguồn tiết kiệm 10% từ khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước giao cho, dùng để chi trả lương tăng thêm cho cán bộ viên chức. Hiện nay, thu nhập tăng thêm của các cán bộ viên chức nhà trường đạt bình quân 750.000 đồng một người một tháng. Năm nay, trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, giáo viên có tinh thần trách nhiệm rất cao. Bên cạnh đó, nhà trường còn gặp một số khó khăn. Nhà trường thực hiện tự chủ tài chính từ năm 2012, nhưng đến nay, các khoản chi phải tuân theo văn bản hướng dẫn của sở. Dù có những khoản chi cần thiết cho hoạt động của nhà trường, nhưng nếu chưa đưa vào kế hoạch năm, cũng không thực hiện được. Bên cạnh đó, cũng như một số trường trung học phổ thông khác,
trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa gặp khó khăn khi chưa được giao cơ chế tự chủ về nhân sự và chưa được tự chủ quyết định trả lương theo năng lực và vị trí làm việc nhằm thu hút, khuyến khích nhân tài. Nhà trường đề nghị cấp quản lý tạo cơ chế tự chủ thông thoáng hơn cho các trường phổ thông. Chiều ngày 27 tháng 8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26 ngày 9 tháng 3 năm 2015 hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, đồng thời mong muốn với những kinh nghiệm của mình, đồng chí tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho địa phương nơi mình sinh sống cũng như cho Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày 27 tháng 8 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hội nghị lần thứ 2, đồng chí Trần Lê Duy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 19 ủy viên, so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ dự kiến là 23 đồng chí, khuyết 4 ủy viên. Đồng chí Trần Lê Duy, Tỉnh ủy viên được bầu chức giữ Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị công bố quyết định chuẩn y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối. Hội nghị cũng thông qua dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua dự thảo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự quan tâm đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh, ngày 27 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện Tân Châu đã khai trương và đưa vào hoạt động máy chụp cắt lớp điện toán CT scanner thế hệ mới 16 lát cắt. Máy chụp CT scanner thế hệ mới 16 lát cắt được Sở Y tế trang bị cho Trung tâm Y tế huyện Tân Châu năm 2020 và là trung tâm y tế thứ tư tại tỉnh được trang bị loại máy này. Đây là loại máy có hệ thống chụp cắt lớp vi tính hoàn chỉnh với kỹ thuật hiện đại, có thể chẩn đoán được hầu hết các bệnh lý trong cơ thể bệnh nhân, nhất là các ứng dụng lâm sàng trong chụp chẩn đoán về sọ não, ngực, bụng, cột sống của người bệnh với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Việc đưa vào sử dụng máy chụp CT scanner thế hệ mới 16 lát cắt sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Tân Châu, giải quyết các bệnh lý phức tạp về tim mạch, bụng, sọ não. Thời gian chụp cắt lớp nhanh, đưa ra hình ảnh rõ nét, còn giúp cho đội ngũ y bác sĩ sớm phát hiện ra bệnh lý của bệnh nhân, giảm thời gian và chi phí cho bệnh nhân phải chờ đợi và di chuyển nhiều trong việc khám và chữa bệnh, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thưa quý vị, sau hơn một tuần thi công khẩn trương trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, công trình thanh niên thắp sáng đường tuần tra biên giới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tây Ninh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào sáng ngày 27 tháng 8. Toàn bộ tuyến đường tuần tra biên giới đoạn qua địa bàn ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành có tổng chiều dài trên 1,5 km đã được thắp sáng bằng 12 trụ đèn năng lượng mặt trời, được thi công lắp đặt kiên cố. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 30 triệu đồng. Trong đó, đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng, công ty cổ phần cao su Tây Ninh và công ty cổ phần cao su Tân Biên mỗi đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng. Công trình do chính lực lượng đoàn viên thanh niên và các cán bộ chiến sĩ biên phòng tại địa phương cùng đóng góp ngày công lao động. Với việc ngày càng có thêm nhiều đoạn đường trên đường tuần tra biên giới được thắp sáng, không những tạo thuận lợi cho các cán bộ chiến sĩ trong công tác tuần tra đảm bảo an ninh biên giới, giúp việc đi lại của người dân vào ban đêm được dễ dàng hơn và an toàn hơn, mà còn mang đến những hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. COVID-19 theo bản tin lúc 6 giờ ngày 28 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 không có ca mắc mới được ghi nhận. Đây là sáng thứ 8 liên tiếp không có bệnh nhân mới. Còn trên thế giới, theo trang Worldometer, tính đến sáng ngày 28 tháng 8, thế giới đã ghi nhận hơn 24,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 835.000 người đã tử vong và hơn 17 triệu người đã được phục hồi. Cập
nhật đến 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 8 năm 2020, trên thế giới, số người nhiễm 24.628.190 người, số ca tử vong 835.628 người, số ca chữa khỏi 17.094.258 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.036 người, số ca tử vong 30 người, số ca chữa khỏi 637 người. Tại Tây Ninh, số ca nhiễm 4 người, số ca chữa khỏi 4 người. Hãy cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cài đặt ứng dụng tại địa chỉ bluezone.gov.vn hoặc quét mã QR code trên màn hình TV khi xem truyền hình Tây Ninh hoặc kết nối trực tiếp đến địa chỉ ttv11.com.vn để cài đặt các ứng dụng Bluezone, nCoV và cập nhật tin tức tình hình dịch bệnh COVID-19. Mở ứng dụng, nhập số điện thoại, nhận mã OTP và nhập vào. Cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Lưu ý, bật Bluetooth khi sử dụng Bluezone. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên iPhone khi không có hoặc quên tài khoản iCloud. Bước 1. Vào cài đặt, chọn iTunes và App Store. Chọn ID Apple đang có, chọn đăng xuất. Bước 2. Chọn đăng nhập. ID Apple bluezone.tn@gmail.com. Password bluezone123. Lưu ý, Bluezone 123 có chữ B viết hoa. Thưa quý vị, qua thời gian theo dõi vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8 năm 2020, Công an thành phố Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tây Ninh triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền trong chợ Tây Ninh thuộc khu phố 1, phường 2 thành phố Tây Ninh. Tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Văn Hùng, tự Hùng Nhớp, sinh năm 1979 và vợ là Lương Thị Diện, sinh năm 1983, cùng ngụ ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đứng ra tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang hơn 20 đối tượng đang lắc tài xỉu, tang vật thu giữ gần 180 triệu đồng cùng nhiều đồ vật khác có liên quan. Quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền hoạt động từ đầu tháng 6 đến nay. Hàng ngày từ 12 giờ đến 18 giờ, các đối tượng tụ tập hẹn nhau đánh bạc tại cổng sau bến xe Tây Ninh, ngay trong khu vực chợ. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng thuê 3 đến 4 đối tượng cảnh giới, tiền công chi trả cho mỗi đối tượng là 200.000 đồng một ngày. Mức độ thắng thua mỗi ván từ 5 đến 10 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.